Nhắc tới Western Electric thì không thể không nhắc tới bóng 300B huyền thoại của thương hiệu này. Với hơn 150 năm lịch sử phát triển của thương hiệu Western Electric, và mới đây Western Electric đã ra mắt loại bóng 300B thế hệ mới. Và bóng 300B thế hệ mới hiện nay của Western Electric có độ phát xạ cao lên tới 98%, cao hơn rất nhiều so với trước đây thường ở khoảng 72-80%. Và công nghệ nung bóng của Western Electric bây giờ cũng rất phát triển. Họ dùng khí ga hóa lỏng để nung bóng, cho nên là chất lượng bóng ra lò rất là trong, không bị ám như là các bóng công nghệ cũ trước đây nữa. Các loại bóng thế hệ cũ trước đây thì thường phải đốt để rút hết khí oxy ra khỏi bóng. Chính vậy thì chúng ta nhìn trên bóng sẽ thường bị ám đen. Hiện nay Western Electric đã dùng công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất của mình độc quyền để sản xuất ra những bóng 300B được hút sạch khí oxy ở bên trong mà không bị ám đen như những bóng cũ trước đây. Và độ bền của bóng nay cũng được kéo dài lên tới 40.000 giờ. Chính vì vậy thì hãng tự tin bảo hành bóng đèn lên tới 5 năm và những sản phẩm của mình cũng được kéo dài bảo hành lên tới 5 năm. Công nghệ đã làm thay đổi mọi thứ, đúng không ạ? Trước đây thì chúng ta hay lăn tăn về bóng đèn, nào là chúng ta dùng lâu sẽ phải chỉnh bias, nào là dùng lâu nó sẽ bị kém, bị già, bị yếu. Thế nhưng mà Western Electric đã làm thay đổi cuộc cách mạng công nghệ chế tạo bóng đèn, đặc biệt là bóng 300B chứa danh của hãng. Chưa có một công ty bóng đèn nào trên thế giới sản xuất được bóng đèn mà có cái tuổi thọ kéo dài lên 40.000 giờ, và đặc biệt là không có một công ty nào bảo hành bóng lên tới 5 năm như Western Electric. Điều này thì giúp cho người chơi yên tâm hơn, ngay cả khi chơi ở một cái thời gian rất là lâu dài và có thể trao đổi về sau này. Với thời gian bảo hành 5 năm thì chúng ta thoải mái chơi và nâng cấp. Và hôm nay bên em nhận một sản phẩm âm ly tích hợp đầu bảng của thương hiệu Western Electric, có model là 91E, dựa trên nền tảng của người đàn anh 91A đầy thành công trước đây của Western Electric đã được mọi người rất là ghi nhận. Chúng ta có thể nhìn thấy họ đóng gói rất là kỹ càng trong những cái thùng hộp gỗ, vô cùng là chắc chắn, đảm bảo cho việc vận chuyển quốc tế hoàn toàn là yên tâm. Em có khui một chiếc máy ra đây để chúng ta cùng xem. Và hiện tại thì Bá Hùng Audio đang độc quyền model Western Electric 91E chạy bóng 300B chứ danh của thương hiệu Western Electric, và sản phẩm này thì bên em bảo hành cả máy và bóng lên tới 5 năm, đảm bảo với quý vị bạn là chưa có một thương hiệu nào bảo hành cái bóng đèn lên tới 5 năm như là Western Electric và Bá Hùng Audio tự tin làm điều này để chúng ta chơi yên tâm hơn. Và hiện tại thì đang có 3 màu, đó là màu black, màu sâm panh và màu nickel để chúng ta lựa chọn. Cũng có hai mức giá khác nhau, ở phiên bản Black là 382 triệu và phiên bản sâm panh cũng như là Niken thì có mức giá là 407 triệu. Chiếc âm ly này tích hợp sẵn module Bluetooth để chúng ta có thể stream nhạc số rất là tiện lợi, kèm thêm là mạch phono MM cũng như là MC. Bây giờ thì xin mời quý vị bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mẫu âm ly này đang có hàng sẵn và độc quyền tại Bá Hùng Audio, với một cái thời lượng bảo hành dài lên tới 5 năm, cho nên là anh em cũng hết sức yên tâm nhé. Mức giá trên cũng chỉ là mức giá tham khảo, anh em hãy quên nó đi và liên hệ ngay với Bá Hùng Audio. Bên em đang độc quyền sản phẩm này cho nên là mức giá vô cùng là tốt. Hiện tại thì mức giá đó cũng là mức giá tham khảo, ngang với mức giá của hãng niêm yết tại trang web, chưa bao gồm thuế nhập khẩu cũng như là chi phí ship hàng từ Mỹ về. Tuy nhiên bên em vẫn có mức giá chiết khấu tốt hơn, do bên em đang độc quyền cái model này, cũng như là đại lý chính thức của Western Electric tại Việt Nam, cho nên là luôn có những mức giá được chiết khấu tốt để giao lưu cùng với mọi người. Xin mời tất cả mọi người qua bên em giao lưu và trải nghiệm, sẵn sàng thử thách với những mẫu âm ly cùng tầm tiền trên dưới 400 triệu để chúng ta đưa ra những cái quyết định chính xác nhất cho bộ dàn của chúng ta. Western Electric 91E là sản phẩm nguyên bản do Western Electric sản xuất trong vòng 15 năm qua, nối tiếp di sản đầy tự hào về chất lượng và kỹ thuật gia công tuyệt vời của hãng. Bóng 300B lắp đặt ở trên máy là loại bóng đèn 300B đời mới, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi lắp ráp và âm ly, được phát triển dựa trên model tiền nhiệm 91A đầy thành công. Âm ly đèn tích hợp Western Electric 91E tập trung vào việc khai thác tiềm năng của bóng 300B do chính hãng sản xuất và được mệnh danh là nữ hoàng 300B, để mang lại chất âm hay hơn, hoàn thiện hơn và khác biệt hoàn toàn so với âm thanh của bóng 300B trên các mẫu âm ly khác trên thị trường hiện nay.
Để Western Electric có thể thực hiện được điều đó chính là nhờ thiết kế mạch single end hoàn toàn mới ở âm ly đèn Western Electric 91E, được phát triển trong hơn 5 năm. Mạch đèn của 91E sở hữu công nghệ cấp nguồn song song Class A2 độc quyền để cung cấp năng lượng cho hai bóng công suất 300B, mỗi bóng một kênh tín hiệu, và đạt công suất đầu ra cực đại lên tới 20W trên một kênh, con số ấn tượng với các sản phẩm tương tự trên thị trường hiện nay chỉ đạt ở khoảng 7-8W trên một kênh. Và cái mạch này thì cũng được Western Electric độc quyền và đã đăng ký bản quyền của mình trên toàn thế giới để tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi trong quá trình sử dụng âm ly Western Electric 91E. Họ đã thiết kế ra một vi mạch tự động chỉnh bias cho bóng đèn mỗi khi khởi động lên. Tần suất âm của âm ly này sử dụng biến áp hình xuyến và mạch cân bằng tự động được điều khiển bởi vi xử lý để duy trì độ chính xác cao trong quá trình vận hành. Và một điểm đặc biệt nhất trên chiếc ly này đó chính là được ngài chủ tịch hãng Charlotte Westerner dẫn đầu dự án này và phát triển chiếc ly Western Electric 91E. Và cái sản phẩm này cũng là cái niềm tự hào và đầy kiêu hãnh của người Mỹ, đặc biệt là hãng Western Electric. Với những công nghệ mới, những bóng đèn mới, Western Electric 91E hoàn toàn có thể chinh phục được mọi đôi loa trên thị trường hiện nay. Minh chứng cho điều đó thì em đã ghép rất nhiều các thương hiệu loa và đã mang đi giao lưu và trải nghiệm với rất nhiều người chơi. Hiện tại thì Western Electric phát triển chủ đạo chiếc ly tích hợp này của mình là chính. Chính vì vậy thì tất cả mọi thứ đều được tập trung dồn chủ lực vào chiếc ly này, và họ sản xuất số lượng cũng không nhiều. Chính vì vậy khi mà đặt trực tiếp từ hãng, chúng ta cũng phải mất vài tháng, thậm chí là một năm để sở hữu cho mình chiếc máy này. Tại Việt Nam thì giá mà Bá Hồng Audio cung cấp cho chúng ta chơi bằng với lại mức giá mà chúng ta đặt từ hãng, sau đó cộng thêm thuế, phí, ship về tới Việt Nam. Tuy nhiên cái mức giá bên em đang đưa ra để chúng ta tham khảo thôi. Còn anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với Bá Hồng Audio theo số điện thoại 0978 263 263 để chúng ta có một cái mức giá tốt nhất, để chúng ta có một mức giá tốt hơn. Và em xin nhắc lại, sản phẩm này hiện tại Bá Hồng Audio đang độc quyền tại Việt Nam, và sản phẩm này cũng được bảo hành 5 năm cho cả bóng lẫn máy. Chính vì vậy thì chúng ta chơi hết sức là yên tâm, ngay cả khi chúng ta nâng cấp hay là thay đổi đi thì thời gian bảo hành dài như vậy cho người chơi sau họ cũng vô cùng là yên tâm luôn. Trên thị trường thì chưa có một hãng nào bảo hành bóng dài như vậy. Trên đây là chiếc âm ly Western Electric 91E, hàng nhập khẩu chính hãng và bán độc quyền tại Việt Nam qua Bá Hồng Audio. Cái đấy là đi cùng cái này. Bên kia, sang chiều kia.